virus cập nhật về. Một là chợ, như là chợ Đông Ba, chợ Bến Ngư, chợ Ân Cựu và nhiều ngôi chợ quê khác. Bây giờ xin mời bà con, quý vị và các bạn chúng ta đi vào bên trong chợ Dinh xem tình hình bà con hàng hóa như thế nào. Khoan quay cái đã để tôi sửa soạn lại tí cái đã tôi đẹp. Em mới bán rồi nó bao nhiêu? Chủ mua hết luôn à? Dạ. Đâu buồn con nóng hổi đây bà con. Nóng hổi này ngon lành này. Nói chung hấp dẫn. Chà. Hay là ăn uống khám phá ẩm thực quê hương. Điều chắc ngon bà con. Chà, chà quê này. Cà phê loại sải sữa. Ba là du lịch cảnh quan, làng mạc, đời sống văn hóa, vân vân. Đều có trên kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay. Hãy subscribe, đăng ký để theo dõi các video hấp dẫn, vui nhộn, thực tế cuộc sống sinh động được tải lên trên kênh. Ba em hẹn hò. Bệ mang hình ảnh thôi chứ sao bệ chờ chứ. Kính chúc bà con, quý vị và các bạn mọi sự tốt lành. Hẹn gặp lại bà con, quý vị và các bạn ở các video tải lên sớm nhất. Trân trọng. Gửi lại dạ sư giúp cho các em các cháu ạ. Dạ. Sư đại diện các cháu sẽ cảm ơn cô Phạm Thị Rô, cô Thị Ánh Minh, cô Thị Xuân Lan, Trương Kim Quy, kính cảm ơn quý vị.